Các bạn xem bạn Hùng là vượt thác tay liên yếu đuối. Không biết làm nào qua. Cố lên. Đấy đi, rồi không sao, họ đi khúc chân rồi. Rồi, thật gì. Chào tất cả các bạn, hôm nay anh em mình đang đi lên trên bản là Háng Tổ Chử để vào thăm cái thác 7 tầng ở trên Púng Luông các bạn ạ. Ở phía trước mình là anh Trịnh, anh ấy đang đi trước. Và đường ở trên này hôm nay mưa quá nên trơn, anh em mình phải để xe ở bên dưới bản này. Đây là bản làng Háng Tổ Chử ở đằng sau lưng mình các bạn nhá. Đấy. Bây giờ hiện tại là đang vào mùa vàng. Nhìn ở đâu cũng vàng khè, rất là đẹp. Để đến được cái thác này bạn cứ đi theo cái con mương này các bạn nhé. Cây gì đi em? Rồi. Hai cây gì đây? Cây này ở trên này thì em không biết tên nhưng mà em nghĩ nó là cây lá kim, như kiểu họ của cây thông. Đẹp anh nhỉ, anh nhỉ. Đi một đoạn mệt quá. Nhưng mà mình không mệt đâu, anh Trịnh anh bảo vậy. Đây là khu ruộng bậc thang của bản Háng Tổ Chử. Dù cũng gần hết rồi nhưng mà vẫn đẹp. Đấy. Có hơi đêm kìa. Đâu anh? Kìa. Ủi hai cái à? Hai cái luôn. Em đố anh biết nhá, đây là cây gì? Vâng, đố anh biết luôn. Không biết. Không biết á? Anh thử đoán này, cây này cây gì? Giống cây mồng tơi không? Này không giống cây gì, như giống cây ngón nhưng không phải là. Cây lá ngón nó có gì anh? Cây ngón ở Quảng Ninh nó khác. Đây là cây lá ngón. À. Đây là cây. Nó ngón ở Quảng Ninh anh giống cây cung ca. Một cây cung ca. À. Đây là cây lá ngón các bạn nhá. Các bạn đi lên trên Mù Căng Chải mà gặp cây này thì chớ là cấm cho vào mồm. Ăn xong là tùa luôn. Cảm xúc của anh như nào trên đường đi trekking? Anh thấy ở đây có cái đường, có cái đường này, có cái đường trúc này khá là đẹp ấy. Nhìn như kiểu Trung Quốc anh nhỉ, nhìn như kiểu phim cổ trang Trung Quốc anh nhỉ. Đẹp thật đấy. Wow. Wow, phê chưa? Xung quanh hai bên đường toàn trúc không? Đây ạ. Đây không phải là cỏ, đây là hoa của cây. Em lại quên rồi. Đây là thảo quả anh ạ. Cây thảo quả. Đây là thế mà anh không nhắc em luôn. Thảo quả. Đây thảo quả đây các bạn này. Ui, thảo quả người ta chưa vặt rồi các bạn này. Luôn kìa. Cái này ạ. Đầu dài ấy. Như kiểu cây liễu ấy anh nhỉ. Dài vãi trên núi. Em không biết. Cái cây này cái thảo quả em ấy, chín chít luôn này. Ừ, thảo quả ở đây chín rồi người ta chưa vặt. Vặt nhưng mà thảo quả ở đây bé quá. Quả bé quá. Ui, sướng thật. Cây này toàn rêu luôn. Có chụp ảnh không em chụp cho. em chỉ sợ tối thôi. Ui, nghe tiếng thác rồi này. Chắc các bạn vẫn chưa nghe thấy tiếng rồi bởi vì máy em quay thu âm hơi kém. Nhưng mà con đường này đi xuống thật anh ạ. Đi trekking đường này xuống thật. Đây. Hai bên là rừng thông, rừng trúc các kiểu xen lẫn nhau. Nghe tiếng thác chảy xuống nha anh nhỉ. To, thác to. Cao kìa. Ui. Rừng thông. Ở đây rừng thông dày quá. Mình. Trời.
Anh ơ lại gặp anh này. Ờ lại gặp em chứ. Em có vợ chưa? Có thôi. Hả? Anh hai anh ở bản Mù Căng Chải. Ờ. Thế sao đi chăn trâu muộn thế? À, à vừa gặt xong xong ăn cơm mới đúng không? Thế uống rượu rồi đi cẩn thận nhá. mấy bát cái gì ly là bằng bát đúng không? Mỗi ly nửa bát thôi đúng không? Ờ bọn anh ở dưới huyện lên. Hỏi nhá, cái con đang kêu là con gì đấy? Con ve. Sao nó kêu kiểu này? Ve rừng nó kêu kiểu này à? Ờ à. Nghe nước chảy thích thật. Wow wow. Trầu leo dốc khỏe nhờ. Chân mắc nhiều giảm sóc luôn. Ai nhiều ma sát. Anh Trịnh sợ trâu ngã đứng ở dưới chờ trâu đi xong mới dám lên. Ờ ok cảm ơn em nhá. Mà cái bọn trâu leo dốc thường sẽ hay vãi cứt. Trâu leo dốc vãi xít. Cái khu này trên đường đi rất là nhiều cây lạc ngò luôn các bạn ạ. Nếu các bạn lên trên đây checking thì các bạn cẩn thận nhá. Mình cũng có thói quen là trên đường đi ấy, cứ vặt cái cây ấy, xong bẻ bẻ nghịch nghịch. Nhưng mà nhìn thấy cây lạc ngón thì các bạn nên tránh xa ra một tí. Mưa to quá. Đây là cây táo mèo các bạn này. Đấy. Hái được quả táo mèo rồi không anh ơi? Chết rồi. Ta dại ta tìm về nơi vắng vẻ rồi. Ta dại ta tìm về nơi vắng vẻ. Câu tiếp theo là gì anh? Người khôn tìm về chốn lao sao? Thác ở trước mặt kia các bạn nhá. Nhưng mà trời mưa quá nên nó bị giảm tầm nhìn đấy. Bây giờ anh em mình sẽ vào trong cái lán này trú mưa này. Tiếc thế, ruộng ở đây gạt hết rồi. Người ta vừa đốt rơm đốt dạ xong đấy, vẫn còn màu đen này. Tiếc quá. Leo lý tưởng của anh và của em. Đâu đâu nào anh ơi? Táo mèo này chồng. Chồng táo mèo trên này. Túp leo lý tưởng của anh và của em. Đâu đâu nào anh ơi? Đây. Ui mình đi xa phết rồi anh này. Lúc nãy cái ruộng mà anh em mình bảo đẹp ở chỗ đằng này đúng không? Ừ, vàng vàng. Đây đây đây. Anh Trịnh ơi, lỡ như mà tối nay mưa to quá và anh em mình ở trên túp lều này thì tối sẽ làm gì? Anh làm y xong để em làm gì thì làm đúng không? Không phản kháng. Tối nay ăn táo mèo để cho nóng ruột anh ạ. Không có gì ăn thì ăn táo mèo thì xót ruột. Xót ruột thì không ngủ được. Mà không ngủ được thì chả đông con. Chỉ tốn dầu ăn. Dầu ăn lắm. Táo mèo chín rụng đầy này, sao bọn em không mang đi vặt mang đi bán đi? Hay là táo mèo năm nay không được mùa? Táo mèo năm nay không được nhưng mà của kho
biết của họ thôi. Của em thì nó không có. Đây cây này đầy, cây kia chín vàng hết rồi kìa. Cây dưới là chín vàng hết rồi. Chỉ xin một hai quả ăn không? Người ta có mắng không? Không, đây là chỉ xin một hai quả có sao đâu. Anh núi đi, anh chỉ thích ăn nhưng mà không dám vặt, sợ đâm mắng. Nếu bọn anh ví dụ là người ở nơi khác đến mà bảo là táo mèo thì bọn em có phật ý hay tự ái gì không? Không, táo mèo là của đó là của rừng thiên nhiên đó mà. Ăn đi hái có gì đâu. Không, có nghĩa là bọn anh phải gọi là táo mèo hay là táo mông hay là cái gì ấy, bởi vì cái đấy táo mèo thôi. Táo mèo thôi. Nhưng mà mình cũng gọi là táo mèo à? Vâng. Thế bọn em có ăn thịt mèo không? Có. Vẫn ăn thịt mèo bình thường, có nghĩa là ví dụ là hôm nay nhà nào mổ thịt mèo thì đi ăn thịt mèo đi à? Ừ. Hay nhỉ anh. Hợp nhau thôi mà. Vâng. Nó cũng nói chung tóm lại là có nghĩa là nếu mà người nào không suy nghĩ thì vô tư đi đúng không? Không, bọn anh không lên đỉnh thác đâu, bọn anh xuống chân thác thôi. Ủa đẹp. Đẹp em. Thác bên này cũng đẹp anh này. Ô cá này. Cái gì đấy? Nước. Nước gì đấy? Nước nó dồn từ ruộng bên trên này, dồn từ mương bên trên này lên, lắp ống ngầm. Lắp ống ngầm lên. Ngã phát trên kia rồi. Hả? Ngã phát trên kia rồi. Em tên là gì đây? Giàng A Tòng. Sau rất nhiều công sức của anh em mình thì bây giờ anh em mình đã đến được với cái chân thác, gần đến với chân thác ở Nà Háng Tùa Chử bên xã Phùng Luông, Mù Cang Chải các bạn nhé. Phía sau lưng mình đây, ở phía bên này có một cái thác nữa. Cái thác này nó bé hơn một tí, cũng gọi là đẹp nhưng mà cái thác này đẹp hơn các bạn. Cái thác này nó nổi tiếng hơn và rất được nhiều người biết đến. Thật là vinh dự khi mình sẽ được là người đầu tiên đăng những cái clip đầu tiên lên trên YouTube về cái thác này. Đúng không anh chị? Đây là con đường xuống thác các bạn nhé. Hôm nay trời vừa mưa xong rất là trơn. Cái bình thường giày của mình không trơn lắm đâu. Thỉnh thoảng ngã cái thôi. Đây thác này. Wow. Đẹp lắm các bạn ơi. Mặc dù hôm nay đường hơi trơn một tí nhưng mà cái nước ở trong này ấy vẫn trong và rất là xanh. Theo cảm nhận ban đầu của mình là như vậy. Wow. Có ai ở đây không? Sao mà đi nhanh thế? Có ai ở đây không? Anh em đi trước hết rồi các bạn ạ. Mình đi chậm tụt lại phía sau rồi. Đây là một cái thử thách không hề nhỏ. Cái này là tùy thuộc vào nhân phẩm đấy các bạn. Rồi, đã xong. Con đường thật là nhiều chông gai nhưng mà cuối cùng mình đã đến được đích. Yeah. Sướng các bạn ạ. Sướng cực kỳ luôn đấy. Anh chị đâu à? Ở dưới này có một cây đào này bạn. Cây đào xong này có một cây. Wow. Ui, cái cây gì to đùng ở kia nhỉ? Bây giờ mình xuống tiếp nhá. Nó to vãi trưởng ơi kìa, to. Nó to thực sự luôn đấy các bạn ơi. Wow. Oh my god. Bây giờ mình phải tìm cách sang bên này mà không bị ướt giày. Thôi bỏ giày, bỏ giày.
xéo hòn đá, tảng đá xong nhảy lên. Anh em mình đã đến được chân thác nhưng mà bây giờ mưa rất là to, không thể nào chụp chẹt được. Anh Nga mới phát thôi. Hai phát. Bao nhiêu? Hai phát các bạn nhé. Anh chị Nga hai phát. Còn Giàng Áo Tòng, Giàng Áo Tòng ngã mấy phát rồi? Một phát. Đấy, có mỗi mình đi sau là không bị ngã thôi. Thác này đẹp thật các bạn ạ. Wow. Hello, anh em mình đã đến được thác Nà Háng Cửa Sử mà mưa không chịu được. Cẩn thận vào. Rồi. Các bạn xem bạn Hùng là vượt thác. Tay liên yếu đuối. Không biết làm nào qua. Cố lên. Đấy đi, rồi không sao, họ đi khúc chân rồi. Rồi, dịch gì. Cuối cùng thì cũng qua được rồi. Thành công luôn. Hôm nay đi cùng với anh Trịnh nên là thời tiết nó không ủng hộ các bạn ạ. Vừa bay được một số cảnh của đáy cam nhưng mà không biết là có đẹp không. Nhưng mà đi với anh Trịnh là xác định là đen rồi. Ta cười. Chán lắm. Ở phía bên này thì mới kết phải quả đấy. Xa đẹp hơn đúng không? Góc này đẹp hơn. Thác này cao lắm các bạn. Đếm xem nào. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tầng. Thác này thác 7 tầng anh ạ. Em sẽ đặt tên thác này là thác 7 tầng. Đùa thôi, cái thác 7 tầng này là rất nhiều người biết đến rồi. Nhưng mà mình rất là vinh dự khi là người đầu tiên đưa cái thác 7 tầng này lên trên YouTube. À, anh em mình đã lên trên thác này đứng ngắm rồi các bạn ạ. Ở phía dưới kia cũng đẹp nhưng mà nó lạnh, lạnh dã man luôn. Thác này đẹp thật các bạn, đẹp lắm ấy. Nhưng mà hôm nay trời mưa, với lại anh em mình đi trên đường thì nó cũng rét rồi ấy, nên sẽ không ở thác lâu. Nếu mà hôm nào mà trời nắng nắng ấy, khả năng là tắm thật ấy, bởi vì là phía dưới này có một cái vãi tắm khá là đông, không sâu đâu. Đó. Mình đang đi tìm một cái góc sống ảo cho riêng bản thân mình. Leo lên trên này thì sẽ nhìn được thêm một cái tầng thác nữa các bạn nhá. Đâu nhỉ? Đấy, thác đây. Đó. Rất rất là đẹp. Ủa. Thác ở kia các bạn nhá. Mình với anh em vừa đi cái lối này lên trên thì vô tình nhìn thấy cái hoa này. Đố các bạn biết được cái hoa gì? Đây, đây để mình soi kỹ cho các bạn nhé. Đó. Đây là hoa lá ngón nha các bạn nhé. Hoa lá ngón. Đẹp thực sự luôn. Anh vừa hái được cái hoa này, có phải là hoa lá ngón đúng không em? Vâng, đúng rồi anh ạ. Nhìn đẹp thật. Này, hoa nở đấy các bạn này. Lá ngón là gì hả bà? Lá ngón là gì? Lá ngón là cái lá mà ăn chết người ấy anh. Hoa hoa này đẹp nhở? Hoa này đẹp nhưng có hại quá. Ăn là chết à? Chết luôn. Kiểu cầm nguy hiểm gì không? Cầm như này có bị làm sao không? Ăn uống nước là bị đúng không? Ờ. Cầm không bị sao sao đâu anh ơi. Ôi
cầm không bị làm sao đâu. Anh em mình định bay thêm một số cảnh flycam nữa nhưng mà trời cứ kiểu nắng nắng xong mưa mưa ấy, dở ương ương ấy. Nên quyết định là đi về các bạn. Đi về để hôm nào nắng thì mình sẽ lên quay lại sau cho các bạn xem nhá. Mình biết cái thác rồi, nếu mà các bạn nào muốn đi tham quan cái thác này thì cứ liên hệ vào Facebook mình nhá. Facebook mình ở phần dưới mô tả ấy. Ok, cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi hết cái clip này. Bye bye, hẹn gặp lại. Đi tìm trâu à? Thế bọn anh về trước nhá. Hôm nay không bay được, có tiếc không anh? Tiếc. Tiếc nhiều không? Tiếc nhiều.